Đố mọi người biết hôm nay mình có cái gì mới nè. Ta-da, mọi người có biết đây là con gì không? Hay là có biết nó là cái quả gì không? Cái này là đồ ăn dành cho hamster mọi người. Đây đang gọi là con nhộng. Một con này rất là rẻ thôi, chỉ có 1.500.000. Mà rất là thích hợp cho hamster này, hoặc là chim, cá rồi này kia. Bây giờ muốn lấy cho hamster ăn á, thì mọi người phải bóc cái này ra. Cái này mình thề với mọi người luôn, bóc rất là cứng, rất là khó luôn. Cho nên là ai mới lần đầu bóc á, thì chắc có thể là sẽ khó khăn. Cái lúc mà mình bóc ra được á, mình lại quên không bấm máy quay. Đây là khi mà mình đã bóc ra rồi. Mọi người thấy nó còn ngoe ngoải không? Cái này là thuộc dạng côn trùng với nha mọi người, cho nên là mình khuyến cáo những bạn nào mà sợ sâu rồi sợ côn trùng thì không nên cho ham ăn những loại này nha. Con này nó mềm nhũn rồi mọi người. Đây mọi người nhìn con hamster thì mình nó ăn mà nó kéo dài ra như thế này luôn nè. Con này rất là mềm luôn nhưng mà rất là giàu đạm, cho nên là mọi người lưu ý là một tuần á, một bé chỉ cho ăn 1 đến 2 con này thôi, tránh ăn quá nhiều nha.